Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay Dương Đại rất sung sướng được tái ngộ hội chuyện quý vị vì chúng ta có rất nhiều tin sốt dẻo. Trước là câu chuyện về vấn đề ngày đại hội của lễ ra mắt của Hội đồng Người Việt Quốc gia Toàn cầu. Tôi xin cảm ơn anh em ở Berkeley, ông trưởng đã gửi cho chúng tôi hồ sơ giấy phép của Sacramento đã cấp giấy phép cho Hội đồng Đại biểu Người Việt Quốc gia Toàn cầu và với cái tên gọi là The National Global thì Delegate Council với Vietnamese. Đó là một cái sự thành công rất lớn. Chúng ta đã hoạt động một cách hợp pháp. Cho nên chúng tôi rất tha thiết để mời quý vị đến tham dự đông đủ cái ngày lễ ra mắt của Hội đồng Đại biểu Quốc gia Toàn cầu của Người Việt Quốc gia. Sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng năm 2020 vào lúc 10 giờ 30 sáng cho đến 3 giờ chiều. Ngày đó là ngày Chủ nhật. Ở nhà hàng Crystal Restaurant ở Stanton, gần Huntington Beach, địa chỉ là 12.100 trên đường Beach Boulevard, thành phố Stanton, xe 90680. Chúng tôi sẽ nhắc lại là vào ngày 12 tháng Giêng năm 2020 tới đây, chúng ta sẽ có buổi lễ hội ra mắt Hội đồng Đại biểu Người Việt Quốc gia Toàn cầu. Đó là ngày Chủ nhật vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, xong buổi sáng là 10 giờ rưỡi cho đến 3 giờ chiều. Ngày 12 tháng Giêng năm 2020 tại nhà hàng Crystal Restaurant, địa chỉ là 12.100 Beach Boulevard, Stanton, do Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam Hải ngoại bảo trợ và tổ chức. Mọi sự tham dự đều miễn phí, là do anh chị em ở trong Tổng Liên đoàn đóng góp và một số mạnh thường quân. Và quý vị muốn yểm trợ, đó là tùy hỷ. Để trong cái buổi lễ này chúng ta có đến 4 phần hoạt động quan trọng. Cái chương trình rất là nặng, heavy load. Thứ nhất là để chúng ta làm lễ trình diện với Người Việt Toàn cầu, Hội đồng Đại biểu của chúng ta, tân mật chấp hành. Thứ hai là chúng ta phát động phong trào yểm trợ Tổng thống Donald Trump để tái trung cử năm 2020. Mà mọi người đều biết rằng đường lối của Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam Hải ngoại của chúng tôi lâu nay do Dương Đại Hải lãnh đạo luôn luôn yểm trợ Tổng thống Donald Trump, không phải hôm nay mà ngay từ năm 2016. Bởi vì chúng tôi có rất nhiều liên hệ với bên hành pháp cũng như bên lập pháp của Hoa Kỳ. Và đòi hỏi trong Tổng Liên đoàn Lao công của chúng ta phải có khoảng 10.000 đoàn viên. Khi đó chúng ta sẽ có thể ăn nói dễ dàng với Quốc hội cũng như là về hành pháp của Mỹ để giải quyết cái vấn đề Việt Nam và Á Châu. Cho nên trong cái chương trình, thứ nhất là chúng ta làm lễ ra mắt ban tân mật chấp hành. Thứ hai là chúng ta phát động phong trào yểm trợ Tổng thống Donald Trump để tái trung cử vào năm 2020. Cái thứ ba, chúng ta vận động đến cái võ khí mạnh nhất của loài người, đó là lời cầu nguyện. Tùy theo tôn giáo của quý vị có thể cầu với Đức Thế Tôn bên Phật giáo, quý vị có thể cầu với Đức Mohammed ở bên Hồi giáo, quý vị có thể cầu với nếu đạo Bà Hai cũng như là đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, vân vân, cầu với ơn trên để chúng ta được may mắn để có thể giải thể được cộng sản ở Á Châu và Đông Dương. Và cái thứ tư là chúng ta phát động cái phong trào tống tàu cộng ra khỏi Việt Nam, tiêu diệt cộng sản, để chúng ta có một đời sống tự do, dân chủ và thực sự cộng hòa cho 93 triệu dân Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung, để giúp cho Tổng thống Donald Trump một tay tiêu diệt Tập Cận Bình, tiêu diệt tàu cộng,
Cho nên đó là bốn cái mục đích chính ở trong cái ngày lễ 12 tháng Giêng tới đây. Rất quan trọng. Và quý vị yên tâm, dĩ nhiên là Cộng sản họ phải đánh phá. Họ sẽ nói là chúng ta làm trò hề. Bởi vì rất nhiều người đã bị Cộng sản xuyên tạc. Nhưng mà đối với chúng ta thì cái chuyện đó trẻ con. Cộng sản Tập Cận Bình mới là đáng kể. Đó mới là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Và chúng ta phải tận dụng mọi khả năng đứng sau lưng Tổng thống Donald Trump để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thi hành cái Public Law 93559. Trong đó chính phủ, hành pháp của Hoa Kỳ được lập pháp phó thác cho cái vai trò giải quyết vấn đề Đông Dương qua cái Hiệp định Ba Lê. Bởi vì quý vị biết rằng là cái Public Law của Mỹ này được Thượng viện ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 1974. Ở trong đó nói về tất cả cái vấn đề của Đông Dương, vấn đề chính sách viện trợ của Hoa Kỳ. Mà đặc biệt cái đoạn 34B nói về vấn đề Hiệp định Ba Lê sau hơn một năm ký kết vẫn chưa có kết quả hòa bình. Bởi vì Cộng sản vẫn xâm lăng miền Nam. Cho nên luật pháp yêu cầu hành pháp phải thực thi đứng đắn cái Hiệp định Ba Lê mà Hoa Kỳ cũng như Tàu Cộng cũng như 12 quốc gia khác đã đặt bút ký vào trong cái định ước Ba Lê vào ngày 3 tháng 2 năm 1973. Đấy là một trong những sự kiện mà chúng ta có đủ điều kiện pháp lý, ắt có và đủ giúp cho Mỹ tiêu diệt Tàu Cộng. Bởi vì lâu nay quý vị biết rằng là ông Donald Trump, ông kêu gọi cái chính sách gọi là Freedom for Navigation, cái chính sách tự do hàng hải ở Biển Đông, mà Tàu Cộng nó hăm he, nó chiếm tất cả các quần đảo của Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa. Mà bây giờ Hoa Kỳ là một quốc gia không có cái nhiệm vụ gì ở Á Châu. Nhưng Hoa Kỳ có cái nhiệm vụ ký vào trong Hiệp định Ba Lê. Và trong đó Tàu Cộng cũng đặt bút ký và họ công nhận sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà Tàu Cộng đem quân chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mà Mỹ bây giờ đang cần cái vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông. Vì mỗi một năm cái con số hàng hóa chở đi qua lại Bắc xuống Nam, Đông sang Tây ở Biển Đông nó lên đến trên 10.000 tỷ đô la. Vì thế cho nên cái đời sống, cái sự sống còn của hải lộ Pacific, Indo-Paco là một điều rất quan trọng đối với Mỹ. Mà Mỹ không có loại vũ khí gì để tiêu diệt Tàu Cộng. Thì đây, Public Law 93559 là một cái vũ khí mà không tốn một viên đạn, không tốn một giọt máu của quân đội Hoa Kỳ mà Donald Trump vẫn có thể tống cổ Tàu Cộng ra khỏi Hoàng Sa, Trường Sa, ra khỏi Biển Đông một cách hợp pháp. Bởi vì chính cha con Tàu Cộng đã đặt bút ký và công nhận vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Mà nó đem quân chiếm 74 xong đến 89 rồi đến bây giờ nó lại chiếm cả miền Bắc 6 tỉnh, chiếm cả Bô Xích, chiếm cả Bình Dương. Và nó đem 30 triệu dân Tàu vào Việt Nam để mà đồng hóa dân tộc Việt Nam. Một trong những cái sự kiện mà Hoa Kỳ cần phải tiêu diệt Tàu, mà làm sao để khỏi phải tốn viên đạn và giọt máu, đó là Tổng thống Donald Trump thi hành cái luật 93559 mà Thượng viện Hoa Kỳ đã trao phó cho hành pháp từ năm 1974. Nhưng vì sau đó những cái tên Tổng thống Đảng Dân Chủ gà chết, một phần ăn tiền của Tàu Cộng, một phần sợ Tàu Cộng hèn nhát, ươn hèn, chúng đã bỏ qua. Thì bây giờ chúng ta làm sống lại cái hiệp định đó, cái luật Public Law đó, cho Tổng thống Donald Trump giúp ông một tay tiêu diệt Tàu Cộng. Cho đến bây giờ quý vị thấy ông Donald Trump đã có một loại vũ khí hay, đó là tariff, tức là áp đặt về cái thuế suất trừng phạt hàng hóa của Tàu Cộng. Bây giờ chúng ta lại bồi thêm một phát giúp cho Tổng thống Donald Trump thêm cái vũ khí tiêu diệt căn cứ vào Public Law 93559. Hoa Kỳ sẽ thành công và Tàu Cộng sẽ bị tiêu diệt
bất chiến tự nhiên thành. Vì thế mà chúng tôi tha thiết quý vị hai điều. Thứ nhất là lên online để mà làm application vào làm thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hải ngoại. Thứ hai, khi chúng tôi có một sức lực, một lực lượng hùng hậu lao động sau lưng, chúng tôi đem lực lượng đó nói chuyện với hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được cái tiêu chuẩn mà Hoa Kỳ đã mong đợi từ lâu. Họ muốn tiêu diệt Cộng sản Tàu mà không biết làm sao. Mà một khi Cộng sản Tàu chết thì Cộng sản Đông Dương đổ bỏ, ba cái chữ lũ chuột nhắt nó không đáng kể. Bởi vậy cho nên chúng rất sợ cái lễ ra mắt của Hội đồng đại biểu người Việt quốc gia toàn cầu. Cho nên chúng đánh phá, chúng nói rằng chúng ta làm trò hề, chúng là chuyện bầu bán. Đó là cái dân gọi là đỉnh cao trí tuệ, ngu xuẩn của Việt Cộng. Trong khi chúng ta làm việc rất danh chính ngôn thuận. Và bây giờ tôi đã nhận được giấy phép của bên Sacramento hoạt động một cách hợp pháp, toàn quyền trên toàn thế giới. Đó là một cái sự kiện mà Cộng sản đang đau khổ, dễ chết. Vì chúng biết rằng chúng đã ngu xuẩn và chúng đã thua người Việt quốc gia của chúng ta. Và một cái sự kiện nữa, chúng ta làm những công việc ích quốc lợi dân và không quyên góp thì lấy đâu mà bảo rằng là bầu bán. Cộng sản nó dùng những cái chữ rất là hèn mọn, bầu bán rồi hạ cấp đủ hết. Chúng nó cứ lấy cái lòng của tiểu nhân, chúng nó suy với trí của người quân tử, chúng thất bại. Đó là lý do chúng đang bị tiêu diệt, sẽ bị tiêu diệt một ngày rất gần đây. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.